Dạ, chào các ông các bác ạ. Các ông các bác nhớ mình ở đoàn nào đến tham quan ạ? À, Thái Bình. À, Thái Bình lên này. À. Các bác đi đông không? Đi ít thôi. À. Thế cũng từ Thái Bình, các ông cũng có tuổi rồi mà cũng yêu cây nhỉ? Ra từ đây tham quan. Say mê về cây. Vâng, đam mê. Các bác ngắm cái ổi chữ tâm này cảm thấy thế nào các bác? Tuyệt vời đấy. Nhưng mà... Rất là tuyệt vời. Có cái tức là cái con được một con tuyệt vời rồi, cái bên kia được cái con nhỏ hơn, cái nó phụ họa bên kia nữa thì à, các ông là muốn có hai con tử ạ? Đây mấy con cái này rất đẹp, cái con quá nghệ thuật. Vâng, ở nhà chắc các ông cũng chơi cây nhiều mà. À, thì nói chung là đã đam mê thì chứ còn không chơi thì chẳng ai đến đây. Vâng, tức là yêu và đam mê, tức là cũng toàn người nằm cây nhỉ. Các bác ở nhà vườn Thái Bình, ở nhà vườn nào bác nhỉ? Nói chung là trong ấy thôi, trong thôn quê thôi. Các bác có hay đem đi triển lãm không? Có, triển lãm trong tỉnh. À, trong tỉnh nhỉ. Ngoài tỉnh hết. Tỉnh lên cận thôi, Nam Định hết. Đi xa lên đây. Hải Phòng. Ninh Bình. Bắc Ninh. Một cái ổi chữ tâm cũng nhiều những cái mỗi người có một cái ý kiến khác nhau. Họ có người thì bảo thêm xây dựng thêm một con tử nữa hay đủ rồi. Với chủ nhân như thế có khi là cảm thấy là mãn nguyện đủ rồi, nhưng với khách thì mỗi người một ý tưởng, ý kiến khác nhau quý vị ạ. Đúng là trong chơi cây cảnh nghệ thuật thì muôn hình muôn vẻ, mỗi người một cái ý kiến, mỗi người một cái ý tưởng khác nhau. Cho dù là những cái tác phẩm siêu xuất sắc nhưng vẫn rất nhiều những cái ý kiến khác nhau. Chính vì vậy mà mỗi người có một cái ý tưởng, một cái lối chơi, một cái gu chơi. Đây, các bạn ạ. Đấy, ai đến cũng có những cái ý kiến khác nhau. Một là cây nào cũng vậy. Đấy, đang ở triển lãm. À, chào các bạn nhé. Đang ở triển lãm đây này. Vâng, chào các bác. Ờ, cả cây trong chậu nữa. Đấy, toàn bonsai không? Có nhiều cây to chứ. Đây, cây này của nó hàng chục tỷ đây này. Đây, nhìn thấy chưa? Mỗi người có một cái cảm nhận riêng, ai cũng có những cái ý kiến cá nhân của mình, đều là đóng góp cho cái làng cây được phát triển hơn quý vị ạ. Cái nào cũng vậy. Rồi, ok. Mỗi người nó thích mỗi kiểu. Vẫn cần phải xử lý thêm mà bác. Thế nhá. Không. Cách chơi của mỗi người nó thích. Dạ. Đúng là mỗi người một cái ý tưởng, ý kiến khác nhau nhỉ. Tức là khi người nọ sáng tác nhưng với người khác thì lại có một cái cảm nhận khác nhau đúng không? Có khi người sáng tác thích thế đấy, nhưng mà người xem thì có khi người ta lại thích cái kiểu khác. Còn các bác là ở đâu nhỉ? Mình đoàn nào? Tôi ở Sơn Tây. À, ngay Sơn Tây á? À thế á. Nhà ông chơi nhiều cây không? Tôi cũng có một số cây. Ông tên là gì nhỉ? Cháu không biết. Anh người ở đâu nhỉ? Cháu trên Ba Vì. Ba Vì ở xã nào thì nữa? Cháu Phú Châu. Phú Châu à? Vâng. Phú Châu ở chỗ nhà ông Giáp công an ngày xưa này hả? Phú Châu cũng... Ông hay chơi cây gì? Không chơi cây, ông Giáp công an ngày xưa. Vâng. Giáp mà đi đào vàng ấy. Vâng. À, Phú Châu à? Anh nhà có nhiều cây không? Cháu cũng một số đấy. Vâng. Mà chủ yếu là... Chủ yếu đi làm cái YouTube này, bonsai chương trình cho anh em đang cây. À, dạ. Vâng. Vâng. Trong nhà có một số chơi cây hả? Dạ, chơi thì cũng hơn 20 năm rồi. Tuyệt vời. Cảm ơn anh nhé. Dạ vâng. Dạ. Phục vụ và đi chơi, vừa đi chơi vừa... Vừa đi tham quan vừa ngắm cây không ạ? Xịn ạ.
cái này bỏ dây ra được rồi. Bây giờ không ai nó cuốn kiểu dây này. Bây giờ nó là toàn làm này. À thế giờ dùng dây là phải dùng cái dây thít đi theo. Không bao giờ nó bị dít vào cả. À. Nhưng đôi khi có cái lăn nằn của nó lại tạo lên cái độ nhăn, độ chun cũng hay bác. Đấy một cái nó có một cái hay gì đó. Vâng. Nhiều người có những cái nó nhẵn quá. Nhiều người nhá cứ bảo úi ông quấn này sao nó lằn hết cây. Vâng. Nhưng mà phải tháo ra. Vâng. Đến tháng đến. Nhưng có ông lại cố tình quấn vào để cho nó lằn để tạo cái độ gân nhăn. Mỗi người nó cái đấy vâng. Mới thích cái kiểu của tân. Đúng tân. Cái này của nó hơi bị nhiều tiền. Đồ này là đồ độc lạ nhỉ, đồ này, quý hiếm. Cái này, chủ hôm mang đến cho nó thích cái này. Sạch sẽ. À. Tôi thích những cái đồ nó quái quỷ thế này. Thế từ ông lại điện cho chủ cửa tác phẩm chưa? Chưa. Điện thử hỏi xem nó thế nào, giao dịch được. Chú ở Sơn Tây mà. Dạ. Chú ở Sơn Tây. Vâng, chú Sơn Tây ạ. À. Vâng. Chú hình như tham gia trong cái hội sinh vật cảnh thị xã Sơn Tây nhỉ? Chú là chủ tịch hội. Chủ tịch hội đúng không? À thế bây giờ là anh nhưng bây giờ chú nghỉ rồi. À đấy giờ anh Điệp là anh Điệp là làm à? Điệp là phó của chú bây giờ nó làm. Vâng. Chú có chú đây là chủ tịch hội sinh vật cảnh Sơn Tây. Hôm qua gặp anh Kiều Huy với anh Mạnh đi xuống đây. Anh Kiều Huy giờ là phó nhỉ? Bây giờ là phó. Vâng. Trước bố nó là phó. Bây giờ bố nó nghỉ cùng với đợt tới. Dạ. Huy bây giờ để cho bọn trẻ làm. Vâng. Có tuổi thì chẳng có làm. Nhưng cái này ta thích, cái dạ. Này cái đồ quái là nó cao. Chú tên là gì nhỉ? Chú Trường. À chú Trường à? Trường Sơn Tây à? Cháu hay đi quay à? Dạ vâng. Chắc là chú cũng xem kênh của cháu rồi đấy. Nick kênh Bonsai Đinh Vượng. À. Vâng. Thế thì mày tí nữa mày ghi của chú nhá, xong mày đến mày quay một cái vườn của bạn. Bạn chú ở đâu nhỉ? Ở Sơn Tây. Sơn Tây ông nào nhỉ? Giang vừa đến đây. À đây. Nhiều cây à? Còn rất nhiều cây. Vâng. Nhưng mà tắt đi chú mới nói. Vâng vâng. Làm cái này để đứng vào đây xem. À thì nó tạo điều kiện cho khán giả đi lại. Đúng là tớ được. Này, tớ đi giày nó cứ chỗ nào sạch thì đi. Vâng. Đây bác Yên bác kia trong ban tổ chức nên bác kia được ưu tiên này các bạn. Đấy bác kia kê gỗ. Để anh em đứng ngắm cây cho nó thuận lợi. Lần sau có khi bác Yên ạ, phải kê gạch ra. Đem những cái tấm gạch men đẹp to ra cái quê xung quanh. Anh định bác gạch men ra. Đấy. Bác cào nhà mình. Ở đây cũng gỗ được bê luôn này, không lấy gạch men ra nữa. Đấy, phải như hồi ăn Khánh ấy, gạch men bê xung quanh. Em mang quảng cáo gạch này bác. Vâng, vừa quảng cáo gạch. Bác cái tay các bạn lại ngắm một cái báu vật xanh lá móng. Khả năng bây giờ tìm một cái lá móng. Nếu của anh Yên nhá. Dạ. Nếu của anh đẹp như thế này rất hiếm các bạn. Bác cứ cho em ý kiến ạ. Vâng. Chú không cho phép thì thôi. À, vâng. Tôi xin ý kiến của bác. Nếu của anh chú phải đứng ở đây cơ. Đó. Anh cho cái này thấp xuống 3 phân. Dạ vâng. Kéo xuống 3 phân. Cái bụng này nó đến chỗ này. Để làm gì? Để nó thoát cảnh kia. Chính xác. Ai dạ dạ. Ghê đấy cũng... các anh là cứ tham gia. Nhiều người nhìn thấy. Em phải cho cành này xuống đến chỗ móng tay anh, móng tay cái bụng cái này, móng tay bụng đấy, đến đây này, nó lại còn chạy thoát được cả bụng trên à, để thoát cả bụng trên, à, đẹp lên rất nhiều. Anh nói rất hay, bằng cái bài, bằng cái bài này nhá, anh làm với chú rất là nhanh, không phải hoạn, không phải phẫu, không phải làm cái gì cả. Chống ở đây là kéo được. Không phải. Đấy, một rất nhiều những cái ý kiến anh hay võ, đúng không? Anh nhiều võ làm cây. Hôm nay bác Trương chia sẻ luôn để bác Yên có thể bác Trương cứ chia sẻ em lắng nghe mà. Về là thực hiện luôn. Kinh nghiệm mà. Nhiều võ lắm. Đấy là thuộc về bí quyết nha nghề. Hôm nay bác đã hướng dẫn rồi thì bác cũng hướng dẫn luôn cho để bác Yên về thực hiện luôn. Chú công nhận hết rồi á? À, anh là đúng thì. Nhưng mà có ai nói thế chưa? Này không, chưa ai nói cả. Nhưng mà ghi nhận chưa? Mà cây nó chú công nhận, chú ghi nhận chưa? Nào, xuống anh... 3 phần nữa. Dạ. Nhìn thấy cả cành kia. Mà đứng bên kia cũng nhìn thấy cả cành này. Vâng. Bây giờ đứng bên kia là nhìn cái cành này nó bị lấp. Vâng. Đúng không? Nó chỉ nhìn mỗi cái nụ gì cả. À, đúng rồi. Chú cho tay xuống ăn được 3 phần nữa. Vâng. Đẹp hẳn đi. Mà rất đơn giản. Vâng. Rất đơn giản. Nửa tiếng là xong. Không phải động chạm dao kéo về đây. Không, cái nhà động dao kéo mà thì đấy mới là cái bí quyết. Vâng. Đúng là xứng tầm hội trường hội sinh vật cảnh thị xã Sơn Tây. Sơn Tây đó. Một người lãnh đạo tầm nhìn chiến lược. Đúng là có cái tầm nhìn chiến lược. Có cái con mắt nghệ thuật rất cao. Bông trên là hơi đầy, hơi dày. Tập trung một chỗ đúng không? Chúng bến bằng cái bụng này, cái bụng con tay anh.
Vâng, thì nó sẽ kéo cả cái bông bay, tán tự nhiên cả cái này nó có cái dáng bay luôn ra. Mà bông tán nó mở rộng thêm nhỉ. Lại cân đối với bên này này. Đúng rồi, đúng rồi. Dưới bên này đang thấp, bên này đang cao đúng không? Rồi sang cái thì nó cân đối. Nó toàn được cả toàn bóng. Chính xác. Khoe được cái đẹp. Để cái chậu nó không hợp. Ở với cái cây này thì cái chậu này cũng được rồi. Cây cổ với cái chậu này là cũng tương đối là đẹp nhỉ. Cũng nó cổ kính. Chứ không cần phải hoa mỹ nhiều, cái đồ cổ nó phải thế. Vâng, em cẩu sức thì xe nâng ở nhà nó xúc. Anh và cây mà mang lên đây mà các bác sờ mà bóng ý thức cả dưới này. Đó cho nên là chỉ có người đi xem mới được sờ đây này. Khán bonsai linh vượng sờ luôn cho các bạn xem này. Nhưng mà khán giả mà được xem ấy chỉ được xem nhưng không được sờ đấy. Đây đây. Có một cái hạn chế. Này đó, kể cả cành mặc này dù được ngắm rất đẹp. Chúng một tí nó điệu. Kể cả cành này của em cho thấp. Đã bonsai linh vượng. Đẹp cho nó đà rồi. Kể cả cành này của em. Anh chưa nhỉ? Anh chưa cái cành này điệu. Nó bồng lên cao này. Xong lại xuống này. Ờ đấy. Xong lại nượn này nó lại xuống này. Đúng rồi, nó lại xuống này. Nó cứ phải đánh võng như thế. Bóc vượng này. Bóc chưa đây. Chưa đây này. Mới chưa như là cái tay cảnh em điệu. Anh. Điệu chứ điệu chứ. Đường chạy của nó đẹp mà. Đường chạy của nó đẹp mà. Đấy anh này. Chúng tôi thấp xuống khoảng 2 3 phần đẹp và nữa. Lên trong này xuống đẹp nữa. Mặc dù rất đẹp rồi nhưng vẫn những cái nhiều cái phải chỉnh sửa các bạn đấy. Khi ra một cái sân chơi, ra một cái sân lớn thì rất nhiều những quan khách, rất nhiều những cái người có kinh nghiệm thì nó mới ra được những cái vấn đề quý vị và các bạn ạ. Thế là đôi khi đi giao lưu thì nó mới hay ở cái chỗ đó. Còn cây cứ để ở nhà thì các bạn chỉ là để ở nhà và đẹp là đẹp của mình thôi. Nhưng khán giả ra thì họ mới cảm nhận được những cái đẹp và họ có những cái để chỉnh sửa quý vị ạ. Ở thế bonsai linh vượng xin được kết thúc video đây ạ. Dạ vâng ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.